Và sau đây là một nhạc phẩm mà Đăng Nguyên được rất là nhiều quý vị yêu mến và được nhiều view nhất. Hình như là bây giờ là 150 triệu view rồi quý vị. Đó là một con số rất là lớn. Và sau đây thì Đăng Nguyên xin gửi tặng cho tất cả quý vị có mặt trong buổi chiều hôm nay một bài hát mà Đăng Nguyên rất là thích và được rất là nhiều người yêu mến. Bài hát được mang tên đề Lại Nhớ Người Yêu. Ban nhạc đang đi ăn. Ban nhạc nãy giờ rồi chắc cũng đánh cũng đói bụng. Sau đây thì là một Đăng Nguyên thấy là không khí ở đây rất là vui, nên vì Đăng Nguyên sẽ hát một bài vui giúp vui trong buổi chiều hôm nay. Bài hát được mang tên đề Thành Phố Buồn. Thấy quý vị vui quá mà. Alo, ở dưới quý vị có nghe rõ không? Nghe rõ đúng không? Đăng Nguyên sẽ đến gần với quý vị hơn tí nữa. Và quý vị có vỗ tay thì vỗ tay lớn lớn nha quý vị, để mà ca sĩ có tinh thần hát hết mình cho quý vị luôn. Sáng đường hoa
yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sáng thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Xin mời quý vị rất nhiều. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ban nhạc.